con để ta chụp cho cùng đi lấy vấn đề trang trước nè. Ôi. Đồ. Không nhờ anh đi chụp hình. Cho anh Sáu chụp hình giùm em. Đó, lấy máy chụp đi. 1 2 Đồ. Thì có uống không? Bà cầm cái chai. Oh my god. Thật không? Bơm chúng ta mà. Bơm giống nhau vô. Trời trời con này. Con này nha. Che lên tủ. Hai mình phải chạy nè, lâu ngày thì vô cái nè. Chạy chạy mới ngầu chứ đúng không? Đây con kia vào đây, con tóc trắng kia vào đây, vào đây. Tóc trắng này con nhặt rồi nha. Ủa vậy hả? Lên bia rồi đó. Đứng lên đẹp vô. Lấy cầm ly lên. Thế anh không lúc ngầu gì vậy? Ở đây toàn trai đẹp không? Thấy rồi, cái ông cao cao kia đi. Cái ông cao mà. Cái ông cao cao ngồi góc này chứ đúng không? Đúng rồi, tôi nhìn tôi biết cái gu bà rồi. Trời ơi, bà nghĩ gì? Tôi nhìn cái ông đó tôi biết là chồng bà luôn rồi. Mặt tháo sắc. Ai vậy là bà nói tụi em mặt bằng mê xài á hả? Em chỉ giống nhau. Có chết vẫn mê xài đẹp. Chụp hình à? Nhưng mà không có máy chụp hình. Ta bảo này, đưa điện thoại đây. Chụp hình. Hey, hey, chụp chụp hình coi. Tôi nghi cái trình độ của bà lắm. Ta xem lại coi nào. Biết ngay mà. Chê ngón tay. Chụp xấu lắm. Chụp xấu. Thôi vào đi. Đây, đưa cái tay vào. Đưa vào, để tay này. Này, cầm đấy. Đừng có. Ok chưa? Rồi. Go. Kiệt cho Kiệt. Ê, tao nghi lắm cái trình độ chụp hình. Chụp một cái rác này quê quá. Vâng, nhưng mà bà để xuống đây vì hôm qua chồng em vẫn đi làm. Cảm ơn cả nhà, cảm ơn cả nhà, xây một phát đây nào. Bà vẫn đứng là vợ. Này, ai cho uống rượu vang? Ai cho bà uống rượu vang? Rót ly rượu vang vào đi. Ý là đây là màu rượu vang, không uống được đừng cố.
gà chưa? Ăn gà chưa? Ăn đâu đi. Không vậy. Tóc đẹp à? Tóc đẹp à? Tóc quá đẹp luôn. Không cần ai phải chồng ăn chung cho đỡ tiết kiệm tốn kém lắm. Mình kinh tế khó khăn. Của ai đấy? Cái này đâu? Không biết của ai à? Cái chai này của thằng kia. Nãy giờ nhá, chỉ uống một tí rượu vàng rồi đó. Chai của mày đây kia. Kiệt ơi, để tao hát bài coi Kiệt. Nói gì? Em mới cho thấy ở mấy tháng bảo cho tao bài karaoke. Chồng em bảo là nó mới đến đây ở đây. Cảnh sát bắt bây giờ. Chết mẹ. Bà sao mới la chồng em kêu là nó để xe thế nào á. Mày ngồi mới đứng. Đứng. Đứng qua đây. Đứng đâu, đứng uống hết chai bia đi, đừng giả vờ. Mang mới. Thích là ăn chung quá. Không phải là chất quá. Ăn rồi mà. Em ăn xong rồi. Chồng ăn thế thôi. Bỏ điện thoại đi mà. Ờ, vì cái món này là dữ lắm luôn á, lần nào Việt Nam cũng ăn luôn á Trang. Nè nè. Nhưng mà mấy lần ghé thì Trang có từ cậu bán. Tỷ thì nó sẵn tạm rồi. Cái con ta tìm nhau. Gà này em nấu á. Thực tế vận hành một cái quán ăn nó rất là mệt. Không dễ dàng. Vận hành một cái quán ăn rất mệt. Dưa chua muối. Giỏi quá, chạm đen. Không phải, tôi rảnh hơn các bà. Có việc mẹ gì làm? Từ từ có việc làm em. Không. Mới làm. Em không cần làm. Chồng nuôi. Đối tượng này nuôi không cần làm. Đúng rồi. Kìa, ngay chưa? Sau này em không bằng lái xe, em lên đây luôn. Rồi chứ, em không biết làm gì ngoài bên này luôn. Chị biết sao mới làm không? Cái nết mỏ hôn ấy. Đi làm đánh nhau thôi chị ơi. Ngồi nhà. Cái mỏ hôn ngồi nhà. Không, em cũng có chơi YouTuber được. Em lên mạng em chửi nhau cho vui. Em đâu có bật kênh kiếm tiền của em đâu. YouTube em không bật kiếm tiền. Đây chim tung cánh khóc hoàn tình nhau. Đây em ấy. Mai vô nè. Vô. Liệu có biết ở nơi nào không? Em đang học nghe cái nào lớn nhỏ nghe. Good. Đây, món yêu thích của tôi. Các bà mang đến nhiều thế. May á. Đầu tiên nha, nó kêu vậy chứ. À, Trang ơi, à,
bạn nấu được không Công? À, bạn bè tôi 4-5 người. Đâu danh đâu má. Em luộc đúng một cục giò, một cái tai heo và hai giải ba giòn. Vừa ra cửa, bạn ơi 20 người. Lâm cầm vào tủ, lôi mấy con gà hồng muối theo. Tại vì em đâu biết nấu. Tại vì cách cái giờ chúng đây là 4-5 giờ chiều. 7 giờ đi làm về nấu cái gì? Hay luôn. Nhưng mà đồ ăn nhiều lắm, đem bỏ bón một chút thôi, được rồi. Tao lại cho mày. Tại ai cũng đem một bón qua chứ mấy không? Ừ. Thấy rồi. Em tưởng chị uống rượu. Từ nãy giờ chị chảnh chọe chị chặt em. Chị cầm chai rượu vang thì tu một cái một. Hết rồi đấy, hết một chai rồi em. Cái chai rồi. Ui giời ơi, hết một chai rồi. Chị này thôi. Hai chị này ngoài Hà Nội luôn nè. Nghe giọng biết rồi phải không? Nghe biết. Nghe người biết người Bắc. Thôi Trang ơi, vào với Trang để không biết chị đâu. Nhưng mà chị tu đáng biết. Thế à? Rồi, cô ca. Đó. Vô. Đối tượng này là một đối tượng rất nguy hiểm. Không hề nói câu gì nhưng nãy giờ uống hai chai rồi. Thật sự luôn. Tôi nhìn những người uống được và những đối thủ nặng ký là tôi biết liền luôn. Mầm non đất nước. Không, chị uống rất được. Chị này chị uống nha, mặt đỏ. Chai thứ 3, đến chai thứ 5 tôi mặt trắng lại luôn. Mà những đối tượng nha, uống ngay chai 1, chai 2 mặt đỏ là coi chừng đấy. Kinh nghiệm nhậu nhiều năm cho hay. Bọn nó uống đến chai thứ 2 nó đỏ mặt. Là đừng khịa nó. Nó dập cho một cái chỉ có chết rồi. Chạy nhá, chiến sĩ say mờ quên. Hết rồi ông bà nói. Chị ngoài Bắc chịu chỗ nào? Chị ngoài Bắc chỗ nào? Không, ý là ngoài Bắc chịu chỗ nào? Chồng chị kìa. Chồng ngoài kia. Chồng mình chạy cái Bắc rồi. Bắc lớn rồi. Bị đất Hà Tây. Chỗ nào đây bà? Chồng ơi, chỗ nào Hà Tây kìa. Mai Đức, Mỹ Thành Thất, Mỹ Đức, Chùa Hương. Mỹ Đức, Chùa Hương. Mới cách đây. Cách đây 4 ngày ấy, là lễ hội Chùa Hương. Cách đây 4 ngày là chính hội Chùa Hương đấy. Nhưng mà đất Chùa Hương giờ đắt lắm rồi. Ê, sao ai cũng cái bắp bơ rai à? Bắp bơ rai không? Bia này. Ăn đi em. Ăn cá nè, cá kia nè, lấy cho chồng ăn. Dạ, em có biết ăn cá, chị em ăn cá khô. Mình nghèo khổ biết ăn cá khô thôi chị. Chị là cá tươi này, em có ăn được không có tiền. Đùa, em ạ. Em thích ăn cá khô và cá nướng. Hôm nay đi qua chỗ Bảo Huệ, chợ Bảo Huệ. Bình thường là nó có con cá lóc nướng. Em xem trên YouTuber và TikTok. Nhưng hôm nay ra nó chỉ có con cá thu nướng rồi. Không ăn. Ăn chim không biết ăn biết ăn. Trời má nồi này cá kia này. Vợ ông ra. Tôi sợ. Trời ơi. Không biết ăn cá biết chim không? Không. Nếu mà đúng ngôn ngữ nha, biết xù khu xà kha không? Hiểu không? Này, chồng tôi người Hoa. Bà đừng có ra cái gì nói tiếng Hoa, chồng tôi dịch lại cho tôi nghe. Sữa tao sợ mày đặt đây. Bán bún đậu 10 năm rồi.
rồi. Eo ơi, tôi hết bia rồi. Cái gì? No đó, no đó. Chị mới học tiếng Anh đấy. Do đối tượng là gì đó? Ai hát này nhỉ? Hay quá, ai hát này? Tí nữa đến giờ tao hát. Tôi hát là Politin. Em mà hát là Politin. Không, ở đây có đối tượng này hát được. Chị em hát ghê lắm. Em phải uống khoảng 10 và 15 chai này. Em hát thì mới nghe được nốt nhạc. Nhưng mới có 3 với 5 chai thì Polis đến. Bây giờ mình lựa chọn nào? Đối tượng này hát rất hay. Còn em thì thôi. Bolero. Rồi. Bây giờ toàn coca. Em mời chị. Em ơi. Là mua hàng chai lớn luôn. Không, yên bên chị thì mua chai nhỏ. Cái chai nhỏ uống nó rất sụt nhanh, uống 13-14 chai rất nhẹ luôn. Gấu quá. Bà nhiêu? Chồng em hôm nay đi xuống đây từ Atlanta cho đến 2 tiếng. Giỏi. Nhưng mà chỉ có một đoạn để kẹt xe thôi. Hai cũng muốn luôn. Chồng em hiền không? Vừa đẹp trai vừa hiền. Hai vợ chồng xứng đôi ghê luôn. Theo chị, đối tượng này ai bắt nạt ai? Cái gì? Bà là cái loại như hổ giấy. Cái loại gâu gâu một tí thôi. Kia kìa. Trời ơi. Em nói rằng nhìn trên giao diện này ai cũng nghĩ bà mày bắt nạt anh. Nhưng mà với một người kinh nghiệm nhiều năm, anh ngồi lên đầu bà hay không à? Giao
chuyện này bắt nạt tao. Bắt nạt tao. Đúng rồi. Bỏ chúng mình đi đàn em. Bây cái mỏ mình hổ với mỏ tâm mình thiền quá không? Quá trời ơi. Nhiều khi chồng em đang xem luôn. Như một bông hoa chân thật về anh. Từng cánh hoa phai tặng nhau những tiếng thơ rơi. Trong hiền mày ơi, không hiền đâu. Cưới đi. Hiền quy định đi. Uống cái này đéo biểu hiền quy định được. Uống cái này có một nguyện quy định. Khi nào 30 lon hiền quy định 30 lon. Em kêu làm kiệt ha. Là hôm nào mà em gửi cái gia vị nấu gạo muối sang em gửi xuống cho nó, để nó nấu cho mọi người ăn. Là trời. Thôi nhìn cái body này biết chúng mình ăn nhiều rồi. Bài hoa cần câu. Ăn uống đi, anh cứ ăn uống nhậu đi, em trở về. Sao đâu? Chị ơi, chị đừng bắt em sinh tố, đừng bắt em ăn trái cây, và cũng đừng kêu em uống nước ép béo ăn. Em ơi, này, đẹp ra, dạ con dưỡng da mày, với cả sang đây điện nước có đầy đủ. Ồ, má hết rồi hả? Đủ vitamin đúng không? Em kể chị nghe, em đã bảo nó rồi, béo ăn trái cây đâu đừng mua. Nó mua một tủ kìa. Em bảo mua mấy cái bia đi. Mua trái cây. Mà chứ, nó khốn nạn. Nó biết mình không có tiền. Mình sao mới mình nghèo ở khu ổ chuột. Thì nó phải mua cho mình quả ổi, quả cóc, quả xoài. Để chấm nước mắm chơi. Không. Ô má ơi, nó cherry với dâu. Em hỏi chị cherry dâu rẻ chết mặt này luôn. Em ơi chị nghe mày tôm cá mày này rẻ chết mẹ luôn. Chê đúng không? Mẹ một tô bún mắm 15 đồng chưa tít. Mà nó mua cho em một xe gì để ăn. Trời ơi,
đẹp quá mình ơi. Nhông là chị này đi mấy bộ. Hát gái lên. Này, chân của trai nha. Tao trai tư rồi. Trai tư rồi. Tao vẫn đang trai hai. Hết rồi kìa. Không, tối nay cứ nhậu Trang thoải mái đi, Trang ngủ lại. Trang đâu chạy về đâu sợ. À, tới ngủ nhà nó. Không có chạy về đâu, không ngủ lại đâu. Chị em mình ôm nhau ngủ. Mình chơi trà đi á. Ngày mai tao đi bằng lái á. Tử bắt đầu ngược kìa nè. Bác yên tâm đi. Tất cả đều là Phật độ. Đúng rồi, đúng rồi. Phật sẽ độ em. Mày con này nó ra. Không có sao đâu, bởi vì đâu có gì đâu sao, đúng không? Nó ra em đi à? Nó kêu. Nó thì bốn lần mới đầu đi mày. Mà con nhỏ kêu đưa em một đề à. Sao đây nha? Bây giờ mình hỏi ra. Ngày mai mà đọc được lý thuyết ấy, thì có cái chương trình gì nữa không? Nhậu tiếp. Đó là nhà nhậu tiếp. Lén mà không phải lén nè. Tao khô mày quá. Mày trả lời đi nha. À không. Tao đang tính phương án đối tượng ngày về một mình. Tao để nó nhậu. Đúng rồi. Đây nè. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Tao à. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Mày đừng dọa tao. Chị tao à, ở ăn ăn tàng ngày kia chị tao về đây. Ôi, nhà đối tượng ngày có thể về. Tao ở đây. Đúng rồi. Lưu ý cười không? Lưu ý đâu nói tiếng nào là tôi. Không nói tiếng nào đâu. Không nào đâu, ở nhà có cái chiến mà. Ê, ê, bài đấy tôi hát hơi hay nha. Không, bây giờ lên trai năm là tôi hát hay rồi. Yên tâm, ở nhà mẹ chồng em chăm cháu. Chồng em về em ở đây nhậu, sợ đéo gì. Thế tao ở đây luôn. Trời ơi, em rớt mấy lần luôn á. Em rớt là nào quá. Trời ơi, em rớt là nào quá. Là cái chân này không tự biết. Nào mà chị rớt lần nữa. Nào mà chị rớt lần nữa là một tháng. Nào mà chị rớt lần nữa là một tháng. Điệt ba. Anh đã trực lắm đần. Tém tém cái dế nó lại. Nó bùng luôn. Câu chửi có mồm lớn sang khám bơm. Mày cái ghê tao thì cái nào nó không nhả mà nhả chứ luôn. Ở vậy. Cái này là bây giờ mai muốn đậu á, lên chùa. Lên chùa chứ đi, mình đi thấy tao ok. Phật đô. Uống cho mấy. Trời. Ê, này em à. Trời ơi má, cá tính cực độ. Cực kỳ đẹp. Dễ thương á. Rất là đẹp. Nhưng mà con bé này ấy, mà đẹp đưa em cắt ngang. Nó rất đẹp. Cắt ngang hả? Ờ. Không chịu. Không, đừng ngang. Đến đây này. Có nghĩa là không làm tư chuột. Em cắt ngang đây rồi. Cá tính đẹp, dã man. Xinh. Đây. Gương mặt nó nhìn vẫn nhớ luôn. Có những người có những gương mặt nhìn vẫn nhớ luôn. Bang em nó bị tuyết, nó tuyết nên là đâu được nghỉ. Nếu mà nghỉ là đi rồi, nếu mà nghỉ được nghỉ là đi từ hôm qua rồi. Không mà spring break đó chẳng phải kiếm chỗ chơi. À, làm sao đi tập hành? Có gì không? Có gì chơi không? À? Ngoài chợ có gì chơi đây không? Có nhiều chỗ đi lắm, quan trọng là có thời gian đi được. Nhưng
mà nếu như là chảy sâu chụp hình hoa phải nói trước thì tao mắc máy. Đúng rồi, đẹp, có gì chỗ đẹp lắm, yên tâm, chỗ không có thời gian đi thôi. Bia mày đâu? Đây. Chụp quá. Uống cho em đỏ. Ở bên này, cái nhà này có rất rộng rộng. Rộng. Điện thoại hết pin nha, vào sạc điện thoại. Đúng. Điện thoại hết pin để đâu rồi trời má ơi. Bye bye cả nhà nhé, đi thấy pin để nhậu phát nào, nhậu phát nào.